Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện ở kênh video hàng đầu về phụ tùng xe 3 4 bánh xăng và điện. Ở video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ phụ tùng làm xe 4 bánh có chiều rộng cầu là 90 cm. Cái dòng cầu phanh dầu như thế này thì bên mình có các cái loại từ ngắn nhất là 60 cho đến 1m1 chưa tính bánh. Đối với cái dòng cầu các bạn cứ tính như thế này cho mình, với cái cầu 1m thì khi lắp bánh có bản rộng bao nhiêu thì sẽ thêm chính số lượng là bấy nhiêu, kích thước bấy nhiêu. Ví dụ như với cái cầu 1m các bạn lắp cái bánh có bản rộng 10 cm thì nó sẽ ra là khoảng 1m1 kém một tí đấy, chứ không phải là cái cầu 1m thì lắp bánh nó sẽ thành 1m2. Vì nó nửa thân bánh nó sẽ âm trong một nửa và âm ngoài một nửa, cho nên là tính hai bên thì chỉ là thêm một thân bánh nữa thôi. Đấy là với cách tính cầu sau và chiều rộng của xe. Các bạn làm xe thì cứ tính chiều rộng của xe thì sẽ tính ra được kích thước của cầu. Thường thường thì khi lắp bánh rồi thì mỗi bên thân bánh sẽ thụt vào bên trong vỏ xe khoảng 3 cm. Còn nếu các bạn làm vỏ bánh ngoài thì cái đấy là mình tự tính thêm. Đấy, với một cái cầu lắp bánh vào trong 1m1 thì vỏ xe nó sẽ khoảng 1m15-16. Cứ như vậy thì các bạn sẽ tính được cái kích thước của loại xe. Còn về chiều dài của xe thì để cho dễ tưởng tượng thì các bạn cứ lấy bút mực và các bạn vẽ xuống cái nền nhà, thì các bạn sẽ vẽ đúng tỷ lệ 1:1 thì sẽ nhìn nó được chiều dài, chiều ngắn của nó, dài và rộng nó phù hợp. Chứ xe nó ngắn quá cũng xấu mà dài quá thì cũng xấu. Thường thường với kinh nghiệm làm của mình thì những cái loại 1m thì chỉ dài đến 2m2, 2m3 là cùng. Đấy, chứ dài quá thì nó cũng xấu mà ngắn quá thì cũng không đẹp lắm. Ngắn thì đối với những cái dòng xe mình làm 2 chỗ thì là đẹp, chứ ngắn quá mà làm 4 chỗ thì nó xấu. Và nhất là những cái dòng xe có đầu thì nó chỉ chiếm 2 chỗ thôi, chứ 4 chỗ là hơi gò bó. Còn xe chơi cho trẻ em hoặc là người lớn trẻ em chơi chung thì cũng không vấn đề gì. Cái bộ phụ tùng này của mình thì sử dụng hệ thống sau là phanh dầu. Cầu thì có số mạnh, nhanh và yếu, nhanh và chậm. Bộ này thì cũng tương đối đầy đủ, chỉ có đèn đóm là chưa có, đồng hồ thì đã có sẵn là đồng hồ tròn. Hệ thống giảm xóc trước là càng chữ A và không sử dụng phanh để cho chi phí nó giảm đi. Giảm xóc thì ở đây mình sử dụng đôi giảm xóc lò xo kép, loại xịn nhất trên thị trường hiện nay. Tải trọng là cũng khá tốt và độ êm ái thì tuyệt vời. Bánh ở đây thì bộ này khách hàng yêu cầu là tròn. Ở đây thì cái loại bánh này khách hàng đang chọn lựa là bánh vành nhôm. Và cái đường kính bánh thì chỉ có 35 cm thôi. Nếu như các bạn có nhu cầu mà chọn cái loại bánh đường kính lớn hơn thì có loại 43, 45, 46, 50, rất nhiều loại khác nhau. Và chiều rộng cầu thì các bạn cũng có thể chọn rộng hơn lên đến 1m1. Bộ phụ tùng này thì được trang bị một cái bộ động cơ là 800W, con điều khiển đồng bộ. Điều khiển này rất là to các bạn nhé. Đối với những cái dòng điều khiển của xe máy điện thì nó rất là bé, cho nên nó yếu. Có thì mình sẽ để ra đây cho các bạn xem. Đây mình có để một con điều khiển 1000 ở bên cạnh. Và con điều khiển của mình đang bán là 800W, loại to hơn đấy. Thì các bạn thấy là cái điều khiển thực sự dành cho xe 3 4 bánh nó rất là to, vì dòng điện nó khỏe. Còn cái điều khiển của xe máy điện 1000W mình ghi chữ OK trên kia thì nó bé thôi. Mặc dù công suất cao hơn nhưng điều khiển lại nhìn lại bé hơn con 800W của mình. Thì vì vậy là các bạn cứ yên tâm, chất lượng của nó sẽ khác hẳn so với cái dòng điều khiển của dòng xe 2 bánh, xe 4 bánh và 3 bánh nó phải dùng loại to mới khỏe được.
hệ thống vô lăng thì mình đặt vô lăng dày. Bộ này thì khách hàng sử dụng nhíp cho nó dễ lắp đặt. Phần phía sau có chân phanh dầu, ổ khóa, chân ga, tay đảo chiều và sạc 20A. Các bạn có thể xem chi tiết từng món một trong cái video này. Cái bộ phụ tùng này thì mình đang bán giá trọn bộ là 14.500.000 đồng. Giá của bộ phụ tùng này thì mình đang bán hiện với giá là 11.500.000 đồng. Các bạn có nhu cầu sử dụng động cơ lớn hơn hoặc là cái bánh lớn hơn thì giá sẽ tăng theo một chút. Bây giờ mời các bạn theo dõi chi tiết từng mục một thông số của nó. Đối với cái nhíp này thì dài 52 cm. Tất cả cái phụ kiện nhíp là đều đi kèm theo. Những cái tai bắt càng chữ A đều có và tai giảm sóc cũng có. Ốc ác là đi theo rất là đầy đủ. Các bạn mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Mời các bạn theo dõi chi tiết từng mục một. Đây là cái bánh. Cái bánh này thì có đường kính là 35 cm và bản rộng của nó 7 cm. Đây là khách người ta sử dụng với mục đích nhỏ. Đây là cái giảm sóc này. Đấy, giảm sóc là nó có hai giảm sóc trong và giảm sóc ngoài. Đây là hàng rất là xịn luôn. Các bạn làm xe điện ở trên thị trường thì cũng có thể biết được cái dòng là giảm sóc này rất là đẹp và nó có chiều dài là 36 cm. Đây là bộ càng chữ A. Đây là cái chân phanh dầu này. Chân phanh dầu này thì được lắp với lại cái bộ chân đạp ở trên này. Đây là động cơ được lắp liền với cái cầu. Đây là phanh đĩa dầu 4 ốc này. Cái khoảng cách giữa 4 con ốc này là vuông 7 và chéo 10. Từ ốc nọ sang ốc kia là 7 cm. Đây là tay đảo chiều này. Đây là bộ sạc dành cho những cái bình 20A hoặc 30A đều dùng được. Có rắc sạc kèm theo. Đây là bộ điều khiển 800W. Đây các bạn so sánh với cái bộ 1000W này. Cũng phanh dầu rất là ăn này. Chân ga các bạn có thể chọn 3 loại chân ga khác nhau. Bên mình có cung cấp 3 loại chân ga khác nhau. Các bạn tùy chọn chân treo hay là chân sàn. Đây là ổ khóa. Đây là cái đồng hồ. Cái đồng hồ này có chức năng báo dung lượng thôi. Các bạn cần thiết đổi lên loại có báo công tơ mét hay là báo xi nhan các thứ nữa thì yêu cầu riêng. Và giá thành chênh nhau chỉ mấy chục thôi. Đây là bộ cần số. Cần để sang, số tiến và lùi. Dây số là thoải mái cho các bạn kéo về phía đằng trước. Chiều dài. Đấy, chọn bộ phụ tùng thì nó chỉ có bằng này món là đủ thôi. Ắc quy thì với cái bộ này các bạn có thể sử dụng
quy là 20A trở lên là rất là đẹp rồi. 20A, nếu các bạn có nhu cầu đi xa hơn nữa thì mua hai bộ bình 20A và đổi lấy cái sạc dung lượng lớn hơn là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ video cho các bạn khác cùng xem. Các bạn nào chưa xem hết video mà hỏi giá thì cứ comment phía dưới. Giá mình cũng có báo trong video rồi. Các thông số thì cũng đã nói rồi, các bạn yêu cầu thêm thì mình sẽ báo giá thêm.